Chào mừng quý vị và các bạn đến với Blog tin Thi Thi. Hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có được những giây phút trải nghiệm thú vị với những thông tin được cập nhật hàng ngày trên kênh. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Sau đây thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với một tin nóng trong ngày. Quý vị và các bạn thân mến, mấy ngày vừa qua xôn xao vụ việc một nữ đại úy công an nhưng lại dùng những từ ngữ vô cùng dung tục để chỉ bới về làng mạ nhân viên tại than bay Tân Sơn Nhất. Có lẽ quý vị cũng đã nghe qua. Sau khi nhận về hàng loạt các gạch đá từ cư dân mạng, cũng như những quyết định như cắm bay, như kỷ luật, như bị đình chỉ công tác, ấy vậy nhân trái với những suy nghĩ của chúng ta là nữ đại úy này sẽ ăn nằn hối cài. Mà nói lời xin lỗi tới những người đã bị mình xúc phạm, tới những người đồng nghiệp trong ngành vì chính mình đã làm ô uế đi hình ảnh của một nữ công an thì đại úy Lê Thị Hiền lại một mực cho rằng mình bị oan. Với những hình ảnh rõ ràng trong đoạn clip được tung lên trên mạng, vậy nhưng nữ hành khách này vẫn kêu oan. Và oan chỗ nào? Theo chị thì chị bị xúc phạm trước. Bị nhân viên quay thủ tục buông ra những lời lẽ khó nghe cho nên chị mới xù lòng xù cánh lên chửi bới lại. Theo bà Hiền thì vào ngày 11 tháng 8 lúc check in vé, thì con gái nhỏ của mình hiếu động thấy máy tính cứ nháo nhau lên Thấy vậy thì nhân viên kiểm vé đã có những lời nói xúc phạm vào cháu. Và ngay khi ấy tôi bế con ra ngoài, nhưng vì con đang ốm mệt cho nên cứ túm lấy chân mẹ đòi bế, nữ nhân viên kiểm vé sau đó lại tiếp tục có những lời lẽ xúc phạm đến tôi và con gái. Khi chị bảo là con chị ốm nên năn nỉ nhân viên cho đổi lên hàng vé phía trên, tuy nhiên thì nhân viên này không cho và nói rằng chỉ còn có hàng ghế thứ 35, chị đi được thì đi, không đi được thì thôi. Tôi bảo thế cũng được cho chị hàng vé ấy. Cũng theo bà Hiền thì theo quy định của Việt Nam Airlines, mỗi hành khách được mang một kiện hành lý không quá 2-3kg, nhưng nhân viên làm thủ tục chỉ cho bà mang 20kg. Cô ấy không hướng dẫn tôi đi đóng kiện hành lý mà chỉ bảo là hành lý của tôi quá 3kg. Tôi nói rằng em tách vé cho chị để đủ ký được không? Vì con chị đang ốm, chị đã nhiều hành lý xách tay, nếu xách thêm vali này, suy sợ là con sẽ bị ngã. Chưa kịp nói rất câu thì nữ nhân viên kiểm vé bảo là không được tự xách tay mà đi. Tôi bảo là bây giờ tôi xách thêm vali thì không thể nào bế con. Người này trả lời là không quan tâm, đó là việc của nhà chị. Với câu trả lời vô tâm đó, tôi bảo rằng là đưa vé cho tôi để tôi đi. Bà ấy trả lời, tao không cho mày gửi hành lý. Thế nên tôi mới khủng lên nói lại, mày trả vé cho tao, tao nói như thế à. Bà Hiền cho hay. Cũng theo bà Hiền thì những giọt nước mắt của nữ nhân viên kiềm vé là diễn sâu, là nước mắt cá sấu. Bởi vì trước đó người này mắng chữ rất thầm tệ nhưng không có trong đoạn clip. Vậy liệu rằng có phải bà Hiền bị xúc phạm trước? Liệu rằng cô nữ nhân viên này có thực sự buông ra những lời lẽ đầy xúc phạm tới bà Hiền và con gái của bà hay không? Khi trao đổi với báo đất Việt thì luật sư Trần Văn Thành cho rằng Đại úy Huyền nếu như để chứng minh những điều này thì có thể hoàn toàn làm đơn và yêu cầu cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất chiết xuất camera tại quầy kiểm vé để xem lại toàn bộ diễn biến vụ việc. Ngoài ra thì lúc xảy ra vụ việc cũng có rất là nhiều nhân chứng và đó cũng là những đầu mối thông tin quan trọng. Những ngày qua thì nữ công an này đã nhận không ít những chỉ trích và gạch đá từ cộng đồng mạng. Vậy thì để chứng minh những điều mình nói là đúng. Rằng trong sự việc này rõ ràng cả hai bên cùng sai thì chỉ nên yêu cầu bên cảng hàng không quốc tế làm rõ sự việc. Thay vì để họ ra quyết định xử phạt 200.000 rồi đến bây giờ là quyết định cấm bay trong vòng 12 tháng. Ngoài ra thì công an quần đóng đà Hà Nội cho biết là đã có quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với đại úy Lê Thị Hiền. Tuy nhiên khi tiếp cận tới cơ quan chỗ bà Huyền làm việc thì phóng viên vẫn gặp bà ấy đi làm và bà nói rằng là chưa nhận được bất kỳ quyết định tạm đình chỉ nào nên vẫn đi làm bình thường. Xong nếu như có văn bản thì bà sẽ chấp nhận thôi. Trên trang cá nhân của người đã đăng tải đoạn clip bà Hiền chỉ bới lên, tự nhận là đồng nghiệp của cô gái tài quay kiểm vé, đã đăng tải một đoạn xa tút khá dài. Cô gái tiết lộ rằng bà Hiền đã gọi điện xin lỗi, đã ăn năn hối cải và cũng đã lính đủ những bài học về sự ngào màn cho mình đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, cho nên đã tự nguyện rút đoạn clip khỏi trang cá nhân. Trái với những gì mà cô gái này đăng tải lên trên trang cá nhân, thì khi phóng viên tiếp cận với Đại úy Hiền để hỏi về vấn đề này, thì Đại úy Hiền đã phủ nhận thông tin bà gọi điện xin lỗi người đăng tải clip. Bà Hiền cho rằng là bà không biết người đăng tải clip là ai và cũng không hiểu vì sao sự việc đã xảy ra 10 ngày rồi mà người này mới đăng lại. Tôi không biết là người đăng clip là ai, không biết số điện thoại thì làm sao mà đe dọa được. Cũng không có chuyện tôi xin lỗi người này. Bà Hiền khẳng định, cũng theo bà Hiền thì giả sử bà có hành vi đe dọa hay nhắn tin cho người đăng tải clip thì người này đã công khai tất cả những thứ đó rồi. Trong cơn nóng dần bà Hiền đã tung ra những lời lẽ dục mạng người khác, bà đã cũng lính đủ tất cả những lời chửi bới từ cư dân mạng, những hình phạt từ bên cảng hàng không hay là những hình phạt từ chính cơ quan của mình. Thế nhưng điều quan trọng nhất sau khi sự việc này xảy ra đó là phải biết ăn năn hối cải, phải biết tự rút ra cho mình một bài học, thì bà Hiền có lẽ lại không có được điều này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng rằng những thông tin trên hữu ích dành cho quý vị. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Bây giờ chúng ta có thể nhắn tiếp vào đây xem thêm một số thông tin khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.